quay râu quay. Sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai. Mà sai vợ là u đầu. Ây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Ủa? Bà Lệ. Trời, cái gì vậy? Sao hôm nay thân tàn quá vậy, dữ vậy? Đừng có nói là sống mà không có ông Tài là sống không được nha. Bán con hủ tiếu, nói nhiều quá à. Bị sao vậy? Thân tàn ma dại gì, ma nào bà dại, bị sao? Ma đè. Cái gì? Là ma nhét đó, hiểu không? Ma nhét đó. Sao cái nhà tôi á, dạo này thấy ghê lắm nha. Tôi nói cho mọi người biết á, bình thường á, buổi sáng thì không sao hết nha, bình yên lắm. Nhưng mà bữa ăn đêm, ban đêm nó có tiếng rú. Ghê vậy? Tiếng rú, ghê lắm. Rất là quằn quại, rất là dễ sợ. Trời ơi, tủi với gà luôn à. Đó, đó là lý do tại sao nó bị như vậy. Là tại vì ở nhà không có bóng dáng người đàn ông, cho nên nó lạnh lẽo, nó hiu quạnh vậy đó. Bây giờ mình xả phạt đi, mình cho ông Tài ông về nhà đi. Ông canh ma cho mấy mẹ con ngủ cho nó yên giấc. Không được. Cái gì vậy? Tôi đã nói rồi là không được, là không được. Tôi còn giận ông lắm. Người đàn ông ấy tác tệ lắm, tôi không thể nào tha cho người đàn ông đó. Ê, làm gì quay vậy? Quay tôi hoài vậy ạ? Trời ơi, quay này up lên á, người ta biết tôi hung dữ như sao. Giùm quay phải không? Cắt đi làm lại. Không được, không được, không được. Trời ơi, tôi không tha người đàn ông đó được. Đó, quay nhé đi. Hồi đó giờ tôi tưởng là tôi là đứa sợ ma nhất sớm. Ai vậy giờ bà là người sợ ma hơn tôi luôn hả? Bà biết tại sao tôi bán ban ngày mà tôi không dám bán ban đêm không? Sao tại sao? Tôi sợ ma. Quay không đi, quay không đi. Nói lại đi. Tôi sợ ma. Đừng có cãi nữa, nguy hiểm quá. Bây giờ vậy nè,
mẹ khẳng định với hai con, ngôi nhà của chúng ta đã có ma. Và chúng ta, cái gia đình băng đô của chúng ta là những người phụ nữ yếu đuối. Chúng ta cần được thương yêu, cần được chăm sóc. Bây giờ ai sẽ bảo vệ chúng ta? Hả? Ai? Ai? Điện thoại. Sợ quá. Bây giờ mẹ phải gọi cho ai đi? Sợ quá. Cô Lan à? Ngon quá trời. Đây mẹ có điện thoại. Ê, đang thưởng thức mà ngon. Lệ mới gọi nè. Alo. Lam ơi, Lam qua nhà tôi đi Lam ơi. Nhà tôi có chuyện rồi con bà. Ông hổ nhà tôi bây giờ ông còn yếu lắm, tôi phải ở nhà chăm sóc ổng. Đừng Lam ơn đi. Đêm khuya thanh vắng, đêm dài lắm mộng. Lam qua liền đi. Nếu không là tụi tôi sẽ bị chết đó. Thôi giờ đi chi? Thôi chứ bây giờ có ba mẹ con tội nghiệp lắm luôn á. Qua thử coi có chuyện gì rồi em về liền. Cũng được, giúp người cũng tốt. Qua bển đi, đi. Mẹ em qua bển á, rồi có gì em sẽ quay lại clip có ma. Em về em đưa cho chồng, chồng đăng lên mạng. Trời ơi, lúc đó là chồng hết luôn. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà nhớ bấm nút quay nha, anh bị hút hoài luôn đó. Em còn biết lúc đó anh đủ tỉnh táo để bấm nút quay nữa. À, em vô nhà em kiếm đồ gì đem qua cho mẹ con luôn á. Ừ. Mình hổ nhắn ma tài, tiếp diện binh đang qua, nhớ cẩn thận nha. Tối nay qua nhà tôi ngủ. Tối nay quay về. Ôi, làm sao?
ôm cô làm gì? Trời ơi, tại đây cứu hết trời. Cứu hết ơi, con không sợ ba. Giả cho mà. Trời ơi, bây giờ làm sao? Bây giờ có cách nào chứ? Bây giờ làm sao? Làm sao đi chứ tôi sợ. Bây giờ ê, nguyên gia đình bà tối nay kéo qua nhà tôi ngủ đi. Không 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 cần, không cần kéo. Bà Lệ ơi, bà đừng làm tôi sợ nha. Rồi con nào mà nó nhập cho mẹ con nữa. Rồi chắc rồi. Nhìn cái bền này là ta đã hiểu. Không cần bắt tôi đâu. Ông tài ra đây. Không à. Nghe ông ma nó trả treo với tôi không? Kêu ông tài đó không? Ê, ê, có con ma tên ông tài hả? Không có đâu. Con ma này tôi biết, con ma đã mập, nó lì lắm ha. À, hiểu, hiểu. Bây giờ có hiện nguyên hình ra không? Hay là ta dùng cái phất cần trừ ma diệt bạo? Gia đình người ta sắp đoàn tụ rồi. Ai là người ngoài, ra về đi. Ê, nhột quá. Đứa nào thọt lét cô vậy? Ê, đứa nhột. Đứa nào thọt lét? Không, trời ơi, nó nhột. Không, tôi tự cảm thấy nhột. Làm sao không hiểu? Đang nói tôi phải không? Ừ, hình như bà bị đuổi đó. Ý bà thỉnh tôi qua đây á. Giờ nãy tôi sợ ma tôi thỉnh, ừ. Hiểu không? Bây giờ không phải là ma, cho nên tôi thấy bà ở đây dư, bà bị đuổi. Thôi tôi đi về. Thôi yeah. Hai đứa nha, không có sợ ma nữa. Ừ. Cô con chào cô. Ừ yeah. Thôi về nha, cô về nha. Dạ. Vui rồi đó. Ừ, thấy vui rồi đó. Con về nha. Về nha, ngủ ngon nha. Bị đuổi. Đó. Ra đây. Coi, 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 hết đi. Ra đây. Bài đặt. Bài đặt giả ma hả? Giả ma mà cầm lộn đạo cụ. Con ma là cái màu trắng, mắt gì con ma để cái mền. Ôi, trong trong không phải là con ma trong mền, mà trong là con ma nể vợ. Nhưng mà vợ làm gì cũng được, nhưng mà đừng 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 có đuổi chồng ra khỏi nhà. Chồng hứa chồng sẽ sợ vợ, chồng nể vợ. Ngày xưa sợ vợ là sai, ngày nay sợ vợ tao qua nhất dùng. Ngày xưa sợ vợ là cùng, ngày nay sợ vợ anh hùng thời nay. Có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh